cua gạch. Đây là cua gạch, cua thịt là cua gạch. Cái yếm của nó là nó to. To. Yếm này to thấy không? Nè, yếm này nó nhỏ đây thấy không? Để gần đây này. Ờ. Thấy không? Cua thịt này, cua thịt này. Dạ. Đây nè. Đây. Cua cốm đánh gió đây. Cua cốm này là mình bóp thì nó bể cái hông. Ờ, vậy hả? Đó. Là khi mà cua này cua chim nữa. Đây. Cua thịt này. Đây, là cái màu cua, nhìn nó màu cua này, thấy không? À. Màu cua nó trắng đục như thế này. Như là 400 ngàn đi. Thì khi ta cột dây vô khoảng chừng 200 gram á, là người ta sẽ bán rẻ đi còn lại 320, 330. Rồi. À. Đó, thì nó sẽ cái giá trị nó thì mới được ra như đây. Vậy hả? À, chứ không có phải là bắt lên vừa lấy là có được số này đâu. À. À, mình phải chuyển thôi. Ừ. Cua thịt là nhỏ. Nhỏ nhất hả? Ừ, là nhỏ này là khoảng chừng 4 con một ký, 4 con. Đây là gạch mà loại nhỏ ha. À. Cái này là 450 một ký, cái này cũng là 4 con một ký. Là nó 450 một ký. À. À. Cái bốn này á là bên mình đang bán 650. 650 một ký. Đây có cái giá hiện tại đang bán là 550. 550 một ký. Đúng rồi. Dạ. Bài này ăn ngon lắm, ai biết ăn không anh này. Cái con này thì bên mình đang bán là 550 một ký. 550 một ký. Đúng rồi. Ồ, một ký này, loại này mình đang bán là 590.000. À. À, trên người dân ta mới đại cái món cua. Thật sự bắt đầu mình ăn cái cua đó là ấn tượng tới giờ là cua ăn rất là ngon. Dạ. Chưa có đợt nào mà ăn cua nó ngon như vậy. Bắt đầu mình mới tìm hiểu và sau đó là mình thấy cua nó ngon mà về Biên Hòa ăn thử mấy chỗ không biết nào ngon như vậy. Ồ. Xong rồi mình mới nghĩ là thôi mang cua về đây bán, đầu là bán cho người quen thôi. Xong rồi đây, để cho mình mọi người kiến thức và để theo dõi cái cua này thịt như nào nha. Cái yếm của nó to. À. Yếm này là nó sẽ to. Đây con cua thịt này. À, sorry, đây. Là cua thịt này yếm nó nhỏ ha. À. Cua gạch yếm nó to này. Chín. Ồ. Đã quá ha. Gạch không à? Đây là cua cốm hả? Đúng rồi. Cua cốm. Cua cốm là tách cái mài nó ra được. Ồ. À.